Hôm nay tôi sẽ review cái máy lọc không khí Xiaomi 3H. Đây là một cái máy lọc hữu dụng, hữu hiệu, bởi vì nó là cái máy lọc không khí thứ ba của Xiaomi mình tôi mua ở trong nhà rồi. Các bạn thấy không? Đây. Này là cái hai cái cũ nè. Cái này là editor, con gà anh đang cầm giơ tay lên đó. Nhưng mà nó không thích xuất hiện ở trên màn hình. Tôi nghĩ có lẽ gì không đẹp trai bằng tôi. Nhưng kệ nó, bỏ qua chuyện đó đi. Chuyện quan trọng là chúng ta tập trung vào cái máy lọc không khí. Vậy ha. Tôi mua mấy cái máy lọc không khí Xiaomi này á, lý do thứ nhất là tại vì như tôi đã nói trong cái clip mà review cái khẩu trang mà 9501VT á, thì khi liên quan tới những cái đồ mà thuộc dạng mà lọc không khí hay là khẩu trang che không khí vậy đó thì tôi tin đồ của Trung Quốc, bởi vì cái xứ ở bên đó là cái xứ mà nó trời nó ô nhiễm thấy luôn. Các bạn lên đó các bạn coi là đứng hạng nhất hạng nhì không à. Cho nên tôi tin là sản phẩm này nó làm là nó có tác dụng chống ô nhiễm được. Bởi vì ba cái đồ của Nhật Hàn á, xứ bên đó trời không khí nó sạch quá. Kiếm đâu ra cái chỗ nào mà dơ hầy mà để nó thử mấy cái này mà hiệu quả bằng cái đám ở bên Trung Quốc. Đúng không? Còn cái lý do thứ hai là giá. Cái máy lọc không khí 3H này á, giá của nó là 4 triệu. Nó vẫn còn rẻ hơn so với những cái máy mà lọc không khí của các hãng mà có tên tuổi khác, 5-6-7 triệu không à. Từ từ để bữa sau tôi sẽ so sánh giữa hai cái này. Còn hiện tại là nghe thấy giá thôi là các bạn thấy cái này 4 triệu, cái kia 5-6-7 triệu, là tôi chọn cái này rồi. Và đây là cái lý do rõ ràng nhất tại sao tôi quyết định mua tới 3 cái máy lọc không khí. Bởi vì các bạn nhìn đi, thấy hai cái lõi lọc này không? Đây là cái lõi lọc của cái máy mới mua, còn đây là cái lõi lọc của cái máy 1 tháng rồi. Các bạn thấy cái lớp bụi của nó bám chưa? Nguyên cái đống bụi này á, nếu mà tôi không mua máy lọc không khí là toàn bộ cái đống bụi này nó bay thẳng vô phổi của tôi. Còn nhờ có xài máy lọc không khí cho nên bụi nó bám ở đây trên cái lõi lọc này. Cái lõi lọc này nó chết giùm tôi. Cái này mình có thể thay được có mấy trăm ngàn. Còn cái phổi của mình, má ơi, đầu tiên phải coi cái máy lọc không khí này nó đo chất lượng không khí coi có chính xác không đã. Đây là cái máy đo chất lượng không khí của IQ Air, của cái app AirVisual. Còn đây là cái máy lọc không khí Xiaomi 3H. Thì như các bạn thấy, ở trên đây chỉ số của nó là 67, còn ở trên cái máy này 159. Nhưng mà tôi lại nói hai cái số này nó giống y chang nhau. Bây giờ các bạn biết sao? Nếu mà các bạn nhìn kỹ ở phía dưới, các bạn sẽ thấy cái chỉ số dưới đây nó là 70.2 microgram. Nó thay đổi ở đó, thì trên này nó cũng là 71. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử khả năng độ nhạy của cái máy lọc không khí này khi có bụi, có khói nó như thế nào. Ra phun. Các bạn có nghe không? Cái máy nó chạy lên ngay lập tức. Các bạn có thấy không? Cái quá trình này nó diễn ra khá là lẹ. Bởi vì đây chỉ là khói vép thôi, cho nên khi mà khói vép mà đi qua thì cái bộ cảm biến của cái máy này nó nằm ở phía sau đây nè. Nó sẽ cảm biến và ngay lập tức kích hoạt cái chế độ hoạt động tương ứng. Thì mặc dù đang để auto nhưng mà tại lúc đó cái chỉ số báo ở trên này nó lên tới 600 lần, cho nên cái màu này nó chuyển thành, cái đèn nó chuyển thành màu đỏ, từ màu xanh thành màu đỏ. Thì ngay lập tức, mặc dù là auto nhưng nó kích hoạt cái chế độ chạy mạnh nhất để mà lọc không khí một cách hiệu quả nhất. Các bạn muốn bật máy lên, các bạn bấm vô cái nút này ngay đây. Một cái, nó sẽ xuất hiện logo Mi. Nó sẽ xuất hiện cái filter remaining 97%. Cái chỉ số này có nghĩa là khi nào mà nó về không á, thì các bạn nên thay cái filter này được rồi. A là cái chế độ auto của nó đang chạy auto. Kế bên là wifi. Còn cái số mà phần trăm kế bên đó, đó là độ ẩm. 28 độ C là cái nhiệt độ trong phòng này. Còn cái 005 đó là cái số lượng bụi PM2.5 trên 1 mét khối. Chúng ta bấm cái này một cái, nó sẽ chuyển qua chế độ khác. Đây là chế độ đêm khuya đi ngủ. Còn đây là chế độ 1 gạch. Thì chế độ 2 gạch đây. Các bạn nghe thấy tiếng nó lớn lên không? Lớn hơn nữa là chế độ 3 gạch. Và chế độ cuối cùng mạnh nhất là chế độ trái tim. Chế độ trái tim này là chế độ lọc không khí mạnh nhất và cũng là chế độ kêu lớn nhất. Theo tôi thấy là cái máy lọc không khí
nó lọc được không khí. Chứ còn cái chuyện mà nó kêu lớn hay kêu nhỏ thì cũng không quan trọng lắm. Tại ra tôi thường tôi sử dụng cái này á, là khi mà tối tôi ngủ á, là trước khi đi ngủ tôi bật lên tới mức mạnh nhất để cho không khí nó sạch xong. Sau đó tôi chuyển về chế độ A để cho tôi ngủ được giấc yên giấc. Trong lúc tôi ngủ mà thí dụ mà đột nhiên bụi nó có lên hay gì đó thì tự động cái chế độ auto này nó sẽ chuyển qua cái chế độ hoạt động phù hợp để lọc cái bộ phận không khí. Vậy đó, đơn giản vô cùng. Đây là cái app Mi Home. Khi mà thí dụ như các bạn đi ra ngoài đường, các bạn không ở nhà nhưng mà các bạn muốn điều chỉnh cái máy này ở nhà để cho nó lọc không khí trước khi các bạn về nhà, các bạn có thể vô Mi Home. Thì tôi đã có nối sẵn rồi, nhìn chỉ số yên tâm, y chang hoàn toàn giống y chang như nhau luôn. Đây là một trong những cái lợi điểm của cái máy lọc không khí 3H này. Nếu mà các bạn mua những cái máy mà xách tay hay gì á thì giá nó có thể rẻ hơn, nhưng mà các bạn sẽ điều khiển bằng tiếng Tàu chứ không phải là tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Bây giờ tôi chuyển nè, chế độ như chuyển chế độ này đó, tôi chuyển lên mức 3 luôn, các bạn thấy không, ngay lập tức ở trên đó nó cũng chuyển qua mức 3. Giờ tôi chuyển qua chế độ thủ công, chế độ mạnh nhất á, nó là vậy đó. Đó, giờ tôi chuyển về chế độ tự động lại. Những thông số khác như là phần bộ lọc còn bao nhiêu, thấy không, filter remaining vẫn còn 97%, lên lịch bật tắt nguồn để các bạn có thể khi mà các bạn đi ở ngoài đường có thể bật tắt rồi đó sao cũng được, điện sáng rõ này nọ, kiểm soát của phụ huynh. Tôi cũng không hiểu kiểm soát phụ huynh này để làm gì nữa, mẹ có đứa nào dùng ba cái máy lọc không khí mà để coi phim sẹt luôn, đúng không, kiểm soát để làm gì cho nó mệt, chả hiểu. Thì đó là cách sử dụng và mặt trước của cái máy lọc không khí 3H này. Còn đây là mặt sau. Mặt sau của nó thì các bạn thấy cái nút tròn tròn mà có hình cái mặt trời này là dùng để chỉnh độ sáng tối của cái màn hình OLED ở phía trước thôi, mỗi lần bấm thì nó kêu. Còn ở dưới đây các bạn sẽ thấy phần này nó có ghi là laser particle sensor, đúng không? Anh edit anh nói đúng rồi, thì tôi cũng thấy vậy thôi, tôi nhớ nó là vậy đó. Thì đó là cái bộ cảm biến. Độ cảm biến này tác động của nó là làm gì? Tức là khi mà nó cảm thấy chung quanh mà dơ có nhiều bụi quá thì nó sẽ làm cho cái máy này hoạt động với cái chế độ phù hợp, auto một cách phù hợp. Giống như lúc nãy các bạn coi á, tớ đang để auto mà đùng cái nó lên tới 600 luôn là tự động nó chạy, nó hú kinh khủng. Thì đây, đó là nhiệm vụ của cái bộ phận, cái phần mà cảm biến này, sensor này, nó bằng laser đó mấy bạn. Còn ở phía sau các bạn thấy cái miếng này á, đây là cái cánh cửa để đi thẳng vào trong bộ ruột của cái máy lọc không khí này. Thì cánh cửa này mục đích để làm gì? Để mở ra để các bạn có thể thay cái lõi lọc của nó. Thì cái cách mở cái này nó rất là khó nha, cho nên tôi chỉ làm một lần duy nhất thôi. Mọi người nhìn cho thiệt kỹ thì tôi sẽ không làm lần thứ hai đâu. Khó lắm. Nhìn. Các bạn thấy khó không? Thấy căng thẳng không? Nó phải dễ đâu. Phải có tầm cỡ nào mới mở được cái cửa nó như vậy chứ. Thì đây là cái bộ lọc của nó. Đây là cái mới cho nên cái bộ lọc của nó chưa có nhiều bụi đâu. Thì muốn thay cái bộ lọc, muốn lấy cái bộ lọc ra thì các bạn cũng thấy đây nó có cái miếng vải nè, để kéo nó rất là dễ. Thấy không? Bây giờ tôi sẽ nắm kéo nó ra. Khi mà không khí nó hút vô mấy cái này, xong rồi nó sẽ đi lên đây, nó sẽ đi thẳng ra khỏi cái ở phía trên. Đây là cái lõi lọc của cái máy lọc không khí Xiaomi 3H này. Nó là cái lõi lọc đạt tiêu chuẩn HEPA, là cái tiêu chuẩn mà viết tắt của cái chữ là High Efficiency Particulate Air Filter, một cái tiêu chuẩn về tỷ lệ lọc không khí. Thì cái bộ lọc HEPA này nó sẽ lọc được 99,95% các hạt bụi có kích thước nhỏ từ 0.3 micromet, tức là ngay cả 2.5 micromet thì bụi PM2.5 á nó cũng lọc được sạch, lọc được ráo. Nó rất là dễ lấy ra, như lúc nãy tôi lấy ra cho các bạn thấy á. Và cái lõi này á, cái thời hạn sử dụng của nó trên này nó có ghi nè, là khoảng từ 6 tháng cho tới 1 năm. Nhưng mà tôi nghĩ với cái tình hình mà không khí mà tồi tệ như vậy á, thì ở Sài Gòn thì tôi nghĩ là chắc khoảng các bạn xài khoảng cỡ 6 tháng được. Chứ còn ở Hà Nội tôi nghĩ chắc khoảng 1 đến 2 tháng là cùng thôi. Trời đất ơi, nhìn thấy bụi mà thấy ghê luôn á. Thì đây là cái máy tôi mới mua, cho nên các bạn thấy nó như vậy. Và đó cũng là cái cấu trúc và cái cách sử dụng cái máy lọc không khí Xiaomi 3H này. Thì các bạn thấy nó cũng đơn giản thôi, cũng gì rắc rối hết. Với cái mức giá là 4 triệu đồng thì tôi thấy đây là một sự lựa chọn hợp lý dành cho những người chỉ muốn có một sản phẩm để lọc không khí trong cái tình hình mà thời tiết bụi bặm nó như vậy. Tại vì nó cũng có cái cửa hàng chính hãng ở đây, cho nên các bạn có thể tới mua những cái sản phẩm thay thế rồi những cái lõi lọc này nọ. Thì cái cửa hàng chính hãng nó link nó nằm trong description đó, các bạn coi trong đó các bạn sẽ thấy. Dĩ nhiên là trên thị trường nó vẫn còn những cái loại lọc không khí khác có thêm những chức năng như bắt muỗi, tạo ion này nọ. Nhưng mà theo tôi thấy ở cái mức giá
4 triệu thì đây là một sản phẩm có thể là cân nhắc. Tại vì nhiều người nếu mà chỉ cần cái nhu cầu lọc không khí thôi và túi tiền eo hẹp thì 4 triệu là vừa đủ con này rồi. Còn những sản phẩm khác tôi sẽ làm review trong một clip khác. Vậy ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những clip vô cùng hữu ích về sản phẩm, về sức khỏe. Các bạn nhớ bấm subscribe, bấm follow để không bỏ lỡ những cái clip đó, nghe chưa? Bye.